đưa ta coi con mèo. Đêm nay ta dạy cho mấy con mèo để biết thế nào là gangsta rap. Tức là khi ta flow là đấu cả máu ở trong từng câu hoa. Tức là khi ta skill là vần tiền chẳng cần xem vào nhau. Tức là mày sẽ cay nhưng cũng đéo tìm được châu hở. Vì thay mày đã ở đây và tặng mày thịt bò bé và mỡ. Mấy thằng nhóc buôn bản nó thiệt là tao đã chán chơi. Vì tao cứ biết là nó im giờ sao lại ráng chơi. Và nếu mày không đủ lý lẽ để rap những bài tao biết thì vì em nói chuyện đàng hoàng anh vẫn động lòng cho em xin tiếp. Còn nếu sao chừng không muốn mà muốn nữa đem xuống đây để kiếm nhà thì anh sẵn sàng cho số địa chỉ kỹ càng cho em la liếm mà. Anh không phải OG, càng không phải là IG. Anh không phải GOD, anh không mang tư tưởng ấu trĩ. Anh không thành chấp, mấy thằng nhóc cứ lóng chóc mà không vô đề. Đàn em anh chăm tự gốc, không muốn bị nhục em nên đi về. Về nơi mà em đã đến, về nơi 1968 anh đã dập tắt tất cả như một ngọn nến. Về nơi mà Kiếm Lâm cũng không cản được anh đi săn thú. Về nơi mà những thằng kinh chỉ là tinh binh mà mẹ vẫn còn ngậm rú. Tiếp tục đú đi các em, bọn anh chơi bú. Với khác thêm cứ tiếp tục rú đi các em. Nếu thích thì hỏi người khác xem đồng bằng là vực hay là trời, miền cao là trời hay là vực. Mà khi tụi anh với tới trời thì tụi mày đời vẫn còn cần đàn tao chú ghét những thằng xuyên kinh. Dù đất miền núi hay đất đồng bằng, dù mày miền Tây quê hương sông nước hay đất miền Đông đỏ thắm khô cằn, cũng chỉ vì núi cao sẽ có núi cao hơn. Và tao luôn biết cao nhân tắc hữu cao nhân trời. Chắc chắn tao không phải kiên, không phải thánh, không phải thần, không phải chỉ là thằng dân đen với ngồi viết thấy ra vần. Cho mấy thằng đần như mày biết điều cần thiết cho đam mê, không cần 70 tanh và bé nhưng nghe tao rap mày cũng ghê. Đó là AC. Đúng đi ra chỗ này có là cái hút mà tao lời viết thêm 8 câu cho tụi mày. Cái này không phải là điếc, gọi là ỉa. Sau cứt trên đầu tụi mày xuống dưới đó sầm lồn mà đòi cà khịa. Còn dám mày dám với giặc ảo trong khi tụi mày là đám lòi ra sao. Tao nghiền tụi mày như cám như là mấy thằng mám chơi ra sao. Rap là thế giới của tao, nơi tao có thể gọi gió và hô mưa. Cái thôi là của tao tung hành thì không biết cái tả mày mặc nó khô chưa. Nhạc tụi mày lắp ráp còn tụi tao là ai biết. Riêng tụi mày như vợ tặng hậu và riêng tụi tao như là tay chân. Đâu thì lùng mà cứ lùng tìm chỗ ngứa tao mà muốn. Tới khi tao khùng thì mày nhùng bởi mày là tung tao là súng. Miệng lồn thì sung nói như đúng nên khi phải cởi nhớ đừng buồn. Dù mày có cúng thì khi đụng sự nghiệp của tụi mày phải cáo chung. Có lẽ hết thời nhưng trên hết lời tao vẫn sâu và sắc. Cũng như cái mặt lồn của thằng Goro hết đời vẫn sâu và sắc. Mấy thằng cho đẻ tụi mày có lẽ tỏ vẻ nguy hiểm đủ rồi. Tới lúc ngậm bú của mẹ mày bú để mà im miệng đi thôi. Gì? Một vài lời cuối cùng tao muốn nhắn gửi với thằng Max trước khi battle với tao đó là tối quần ơi thì mày kiếm mua quần lót nào đẹp đẹp đi. Đủ má mày.